Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới Nhất, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, miền Trung sau nắng nóng gay gắt, dông lốc làm chìm tàu, ngã lúa. Sau trận mưa kèm dông lốc vào khuya hôm qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sáng ngày hôm nay, ông Trần Văn Thái Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, tại địa phương đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lớn và dông lốc xảy ra vào khuya hôm qua. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 8 giờ 20 sáng ngày hôm nay, tại huyện Vĩnh Linh ghi nhận một nhà bị tốc mái, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Một trang trại chăn nuôi ở xã Vĩnh Lâm bị tốc mái, thiệt hại 45 triệu đồng. Dông lốc còn khiến hai thuyền đánh cá nhỏ ở xã Vĩnh Thái bị chìm. Ngay trong sáng nay, hai chiếc thuyền này đã được đưa vào bờ, không có thiệt hại về người. Mưa gió cũng khiến 37 ha lúa ở Vĩnh Hòa bị đổ ngã. Hiện nay nhiều diện tích lúa tại huyện Triệu Phong cũng bị ảnh hưởng. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện này đã đi kiểm tra và đang tiến hành thống kê thiệt hại. Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm theo dông lốc cũng gây ra những thiệt hại. Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cho biết, hai chiếc tàu của ông Trương Viết Hiệp và ông Phan Bá Liền bị ảnh hưởng do dông lốc và sóng lớn. Theo ông Tùy, hai tàu cá khi đang neo đậu bị đứt dây neo trôi dạt, trong đó tàu của ông Trương Viết Hiệp bị chìm hẳn. Tàu của ông Phan Bá Liền bị trôi giạt. Vào sáng nay, lực lượng chức năng và người dân đã lai dắt được một tàu cá bị trôi giạt vào bờ an toàn. Tàu bị chìm đang được tiến hành trục vớt, ông Tùy nói. Dông lốc trên biển Quảng Bình làm 9 ngư dân bị sóng cuốn, một người bị mất tích. Dông lốc trên biển Quảng Bình gây sóng lớn đã đánh chìm 9 thuyền nan đang đi đánh cá, khiến 9 ngư dân bị sóng cuốn, trong đó một người bị mất tích. Sáng nay, theo thông tin từ đồn biên phòng Ngư Thủy, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng tìm kiếm một người dân bị mất tích sau khi gặp sự cố bị sóng đánh chìm thuyền trên biển. Từ tối qua và sáng ngày nay trên địa bàn xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy xuất hiện dông lốc cùng với mưa lớn khiến 9 thuyền nan đang đi khai thác hải sản gần bờ bị sóng đánh chìm. Trong số 9 ngư dân bị sóng cuốn trôi có 8 ngư dân cố gắng bơi được vào bờ, 8 thuyền nan được trục vớt. Riêng ngư dân NPT, 51 tuổi, thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc bị mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy. Cùng ngày tại thành phố Đồng Hới xảy ra vụ chìm tàu thuyền đánh bắt cá trên biển. Cụ thể vào khoảng 3 giờ sáng, tàu cá của ngư dân Trần Văn Hương, 51 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Hải Thành, đang di chuyển cách khu vực cửa biển Nhật Lệ 50m thì bị sóng đánh chìm. Lúc này trên tàu ngoài chủ tàu còn có hai người khác là ông Mai Văn Tuyến và Mai Văn Quyết, cùng trú tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Sau khi xảy ra vụ việc, cả ba người trên thuyền đã cố gắng bơi vào bờ an toàn. Tàu cá của ngư dân Trần Văn Hương vẫn đang được lực lượng chức năng tổ chức trục vớt. Quảng Trị trục vớt hai tàu cá bị dông lốc đánh chìm. Đang đánh cá, hai tàu cá của ngư dân Quảng Trị không may bị dông lốc đánh chìm. Lực lượng chức năng sau đó đã trục vớt thành công hai tàu cá. Sáng hôm nay, thông tin từ đồn biên phòng Cửa Tùng, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với đơn vị trục vớt thành công hai tàu cá gặp nạn trên biển do dông lốc. Vào khoảng 1 giờ cùng ngày, hai tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Thế, 47 tuổi và Trần Văn Việt, 50 tuổi, cùng chú tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, đang đánh cá trên vùng biển cách bờ khoảng 400m thì không may bị dông lốc đánh chìm. Sau khi xảy ra tai nạn, cả hai ngư dân đã cố gắng tự bơi được vào bờ, sau đó báo cáo chính quyền địa phương hỗ trợ. Đến khoảng 8 giờ sáng nay, đồn biên phòng Cửa Tùng phối hợp với lực lượng công an, dân quân và người dân trục vớt hai tàu cá đưa vào bờ. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, trong đêm ngày hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, trên địa bàn đã xảy ra dông lốc và đã khiến cho một số ngôi nhà bị tốc mái, cột điện bị gãy đổ. Mưa dông cũng khiến 37 ha lúa bị gãy đổ và nhiều địa phương bị mất điện. Tìm thấy thi thể hai ngư dân miền Trung bị dông lốc làm mất tích, hai trong tổng số 3 ngư dân của Quảng Bình và Quảng Trị bị dông lốc làm mất tích vừa được lực lượng chức năng tìm thấy trên vùng biển Quảng Trị. Sáng ngày 9 tháng 5, đồn biên phòng Cửa Tùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, khoảng 5 giờ 20 cùng ngày, người dân ở thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh phát hiện thi thể người đàn ông trôi giạt vào bờ biển nên đã thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng đồn biên phòng Cửa Tùng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân mặc áo xám, quần lót, hai tay mang găng tay. Ở phần đầu có nhiều vết bầm được xác định là ông Nguyễn Văn Thờ, 52 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bị mất tích khi đang đi đánh cá trên biển sau cơn dông lốc ngày 8 tháng 5. Vào chiều ngày 8 tháng 5, đồn biên phòng Triệu Vân, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng tìm thấy thi thể của chị Nguyễn Thị Tờ, sinh năm 1978, ngụ tại xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong. Được biết, ông Nguyễn Văn Thờ và chị Nguyễn Thị Tờ là hai trong số 3 ngư dân của tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị bị mất tích do những trận dông lốc xảy ra tại các tỉnh miền Trung rạng sáng ngày 8 tháng 5. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, rạng sáng ngày 8 tháng 5 có 9 thuyền nan cùng với 9 ngư dân, chủ yếu là người dân thuộc xã Ngư Thủy Bắc. Trong lúc khai thác hải sản trên biển thì gặp dông lốc và bị sóng đánh chìm thuyền. 8 thuyền viên được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.
riêng ông Nguyễn Văn Thở đến sáng ngày 9 tháng 5 mới phát hiện thi thể ông này trôi vào vùng biển của Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tại Quảng Trị, tối ngày 7 tháng 5, anh Nguyễn Đức Tê, sinh năm 1970 cùng vợ là chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1978, ngụ xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong, đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An. Nhưng đến sáng ngày 8 tháng 5, người thân không thấy hai vợ chồng về. Đến khoảng 9 giờ 15 ngày 8 tháng 5, người dân phát hiện thuyền cá của hai vợ chồng trôi dạt vào cách bờ kè cảng cá Cửa Việt, huyện Gio Linh khoảng 30 mét và trên thuyền không có người. Lực lượng chức năng xác định vợ chồng anh Tê bị dông lốc làm mất tích. Đến chiều ngày 8 tháng 5, thi thể chị Tê mới được tìm thấy và hiện lực lượng chức năng và nhân thân nhân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của anh Nguyễn Văn Tê. Quảng Bình, dông lốc khiến hàng ngàn hecta lúa bị đổ rạp. Trận dông lốc bất ngờ khiến hàng ngàn hecta lúa và vụ thu hoạch ở Quảng Bình bị đổ rạp. Suốt 2 ngày qua, nông dân ở huyện Quảng Bình phải gật lực khắc phục hậu quả, tránh thêm thiệt hại. Sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, nông dân tại một số địa phương vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả sau trận dông lốc từ tối ngày 7 tháng 5 đến sáng ngày 8 tháng 5. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình đã thiệt hại hơn 8.000 hecta lúa và hoa màu, phần lớn là bị đổ rạp, khiến nông dân phải nhanh chóng khắc phục, tránh gia tăng thiệt hại. Tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhiều chủ ruộng phải huy động người thân, thuê thêm người nhanh chóng cắt số lúa bị đổ rạp. Ông Nguyễn Văn Nam, 56 tuổi, tại xã Thanh Thủy cho biết, sau trận mưa gia đình ông thiệt hại gần một nửa diện tích trồng lúa. Gia đình tôi đã trồng được 7 sào ruộng, thì sau trận dông lốc kéo dài chỉ 1 giờ đồng hồ, đã gây ra thiệt hại hết 3 sào. Đa số lúa bị đổ rạp, nước tràn vào ruộng gây ngập úng, giờ lúa vẫn còn khá xanh nhưng vẫn phải thu hoạch, nếu không thiệt hại sẽ còn gia tăng. Ông Nam cho biết, theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy, toàn hiện có khoảng 2.500 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó xã Phú Thủy có diện tích thiệt hại lớn nhất là 278 hecta. Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cũng đã khảo sát và lên kế hoạch hỗ trợ cho bà con giảm bớt thiệt hại do dông lốc gây ra. Tương tự tại huyện Quảng Ninh, nhiều nông dân cũng đang còng lưng để nhanh chóng mang được lúa về nhà. Ông Trần Văn Việt, 67 tuổi, xã Gia Ninh, tiếc nuối khi chỉ còn một tuần nữa là ruộng lúa của ông sẽ thu hoạch được. Năm nay lúa đẹp chỉ còn khoảng một tuần nữa, tôi sẽ đem máy ra cắt, nhưng không ngờ chỉ sau một trận mưa lại thiệt hại gần như toàn bộ thế này. Lúa bị đổ rạp nên không cắt máy được, phải cố gắng ra gặt từng cây, ông Việt bày tỏ. Huyện Quảng Ninh có tổng thiệt hại lớn nhất với khoảng 5.200 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Trong khi đó, tại huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn có thiệt hại nhưng ít hơn. Mỗi địa phương khoảng 100 hecta lúa và hoa màu bị đổ rạp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của kênh 24 giờ ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video của ban biên tập chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!